đây chỉ toàn là mít thôi, mít là rất đỏ, mít Thái, mít nhiều loại mít, mít tôm nữ, cái mít không đấy, mít ở đây chỉ có mít với bưởi. Nhưng mà hôm nay là đi hái ớt, ớt nhìn ớt này, ớt rừng thì nhìn nọc lên sỏi đá. Đây là mít trên vườn nhà mình, để về ngâm nước mắm. Dạo này dịch đỏ không có gì ăn, lại bứt ớt về ăn cho đỡ đỏ. Rừng thì nghiến mọc ở vườn. Thích phơi lắm.